Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt danh mục cập nhật các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025 đợt 1. Báo Tiền Phong thông tin. Đáng chú ý, trong danh sách này có 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cập nhật vào kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, gồm dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, khu nhà ở xã hội cao tầng tại số 393 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, khu nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, khu nhà ở xã hội CT4 Đông Anh thuộc huyện Đông Anh, dự án khu nhà ở Minh Đức, phần nhà ở xã hội tại ô đất CT tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại thôn Phú Đa, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, khu nhà ở xã hội kết hợp bãi đỗ xe tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, dự án xây dựng nhà ở xã hội tại khu chức năng đô thị Tây Tựu tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. 8 dự án nhà ở xã hội này sẽ cung cấp khoảng 485.120m2 sàn nhà ở, tương ứng 5.572 căn hộ. Theo đó, tổng mức đầu tư dự kiến các dự án này khoảng 8.114 tỷ đồng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cập nhật 122 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị vào kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Các dự án này dự kiến cung cấp khoảng 25.139.755m2 sàn nhà ở, khoảng 91.322 căn, gồm 11.612 căn hộ chung cư, 1.824 căn nhà thấp tầng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cập nhật một dự án đầu tư xây dựng mới và 7 dự án đang rà soát theo chỉ đạo của Thành ủy vào kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước đó, xác định mục tiêu đến năm 2020 phát triển mới khoảng 1,2 triệu mét vuông sàn nhà ở, chuẩn bị đầu tư 1 đến 2 khu nhà ở xã hội độc lập, tập trung và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2 đến 3 khu khác. Số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, kể từ đầu năm 2021 đến hết tháng 4 năm nay, tại Hà Nội đã có 4 dự án hoàn thành toàn bộ, 1 dự án hoàn thành một phần với khoảng 345.488m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 4.168 căn hộ. Ngoài ra, Hà Nội hiện có 40 dự án nhà ở xã hội đang triển khai. Cụ thể, 18 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 với khoảng 869.000m2 sàn với 12.137 căn hộ. 22 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau 2025 với khoảng 1,6 triệu mét vuông sàn, 22.400 căn hộ. Theo báo Tiền Phong, mới đây hai gói tín dụng với tổng số tiền lên đến 330.000 tỷ đồng được Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ rót vào thị trường bất động sản. Đồng thời, cả hai đều hướng tới mục đích phát triển nhà ở xã hội. Đây là động thái mới của chính phủ mà theo nhiều người hứa hẹn sẽ hồi sinh thị trường bất động sản. Theo đó, Bộ Xây dựng đang đề xuất Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 10% nhu cầu vốn trong giai đoạn năm 2022 đến năm 2030, cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn, giống với gói 30.000 tỷ đồng thực hiện từ năm 2013 đến năm 2016. Bộ Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu triển khai gói này, dự kiến khoảng 55.000 tỷ đồng dành cho chủ đầu tư vay ưu đãi, 50% còn lại sẽ dành cho người mua và thuê nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay. Gói tín dụng 110.000 tỷ đồng nằm trong đề án tổng thể về phát triển nhà ở xã hội và sẽ được quyết định trong thời gian tới. Đồng thời, gói 120.000 tỷ đồng mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng công bố tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do chính phủ tổ chức cuối tuần qua có thể triển khai sớm hơn.
Cụ thể, theo thống đốc đã họp với 4 ngân hàng thương mại nhà nước và thống nhất dành một gói tín dụng trị giá 120.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với lãi suất trên thị trường dành cho cả doanh nghiệp và người mua nhà. Thống đốc cũng nhấn mạnh là trong quá trình triển khai, nếu các ngân hàng tham gia mà bị thiếu hụt về thanh khoản, thì ngân hàng nhà nước sẵn sàng tăng cấp vốn. Dù đánh giá rất cao các gói tín dụng mới, song ở góc độ là doanh nghiệp, ông Lê Trọng Khương, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cho rằng, để dòng vốn này có thể chảy vào thị trường cần phải tháo gỡ vấn đề pháp lý. Theo ông Khương, để được các ngân hàng cho vay các dự án phải có giấy phép xây dựng, nhưng phải mất mấy năm giấy phép xây dựng mới xong. Đây cũng là điều nhiều doanh nghiệp đang muốn chính phủ hỗ trợ để thúc đẩy pháp lý được thông qua nhanh chóng, thì các dự án mới sớm được triển khai và hoàn thành. Cũng xoay quanh vấn đề pháp lý, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng VN, thông tin là chỉ khi những vướng mắc về thủ tục pháp lý được tháo gỡ thì mới làm được nhà cho người thu nhập thấp, tạo động lực cho thị trường bất động sản. Đơn cử việc nhà ở xã hội dành tối thiểu 20% diện tích nhà để cho thuê và chỉ được bán sau 5 năm sử dụng khiến nhiều dự án không cho thuê được vì phần diện tích này lại bị bỏ hoang gây lãng phí. Bên cạnh đó, các ưu đãi cho chủ đầu tư như miễn phí sử dụng đất, giảm 50% thuế được dành cho 20% tổng diện tích đất ở hoặc diện tích xây dựng sàn để kinh doanh, nhà ở thương mại hoặc sàn kinh doanh thương mại được vay vốn lãi suất ưu đãi là không thực chất. Cũng theo ông Hiệp, quy định về giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội cũng không tồn tại, bất cập là chưa tính đến các chi phí hợp lệ như tổ chức bán hàng, quản lý doanh nghiệp, trong khi lợi nhuận định mức không vượt quá 10%. Đây là điều khiến nhiều doanh nghiệp e ngại khi đầu tư vào nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, quy định đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội phải đảm bảo đủ 3 điều kiện gồm chưa có nhà ở, cư trú trên địa bàn tỉnh, có dự án nhà ở xã hội, thu nhập không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về đối tượng điều kiện, dẫn đến người dân, chính quyền phải thực hiện nhiều giấy tờ thủ tục. Đồng thời, khó khăn trong việc xác nhận các điều kiện cũng như trở thành rào cản ngăn trở người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở, khiến cho đối tượng khách hàng mua nhà bị thu hẹp. Từ đó, tồn tại nghịch lý trớ trêu của nhà ở xã hội là vừa thừa, vừa thiếu. Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cần hội tụ nhiều yếu tố, nhất là về quỹ đất và vốn. Song song với đề xuất về nguồn vốn 110.000 tỷ đồng đã được Bộ đề xuất với Chính phủ, hiện Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan đang tích cực hoàn thiện pháp luật về đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản nhằm đồng bộ khả thi. Cụ thể là sửa đổi bổ sung luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật thuế để tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, thu hút doanh nghiệp tham gia. Về phía các địa phương, cần quan tâm sát sao đến phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là dành quỹ đất và xác định đầu tư, làm nhà ở xã hội là hạng mục đầu tư trong nguồn vốn trung và dài hạn. Ghi nhận của báo Kinh tế và Đô thị, thì nhìn lại 10 năm trước với gói đầu tư 30.000 tỷ cho bất động sản, Giám đốc cấp cao CBRE Dương Thụy Dung nhận định hai gói tín dụng này phải có lộ trình rõ ràng mới khả thi. Cũng giống như cách đây 10 năm với gói tín dụng 30.000 tỷ đồng khi mới bắt đầu triển khai cũng chưa được chuẩn. Mình đã có bài học cách đây 10 năm, bây giờ số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng làm sao đến tay được đúng đối tượng. Cũng theo Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội ông Nguyễn Thế Điệp, thì việc xác định đối tượng hưởng thụ và điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội thời gian qua quả thật có nhiều bất cập dẫn đến tình trạng đầu tư sai thiết kế, thay đổi công năng nhằm gia tăng lợi nhuận. Đồng thời, việc bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng cũng gây bức xúc trong dư luận. Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 giải quyết nhu cầu cấp thiết của công nhân, người thu nhập thấp nhưng vấn đề quan trọng nhất là sử dụng hợp lý nguồn lực này. Trong tình trạng nguồn ngân sách co hẹp như hiện nay, việc bố trí gói tín dụng như vậy đã thể hiện sự cố gắng quyết tâm rất lớn. Các cơ quan quản lý điều hành phải có giải pháp quyết liệt để tránh lãng phí nguồn lực này. Như vậy, hiện nay, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đang đặc biệt quan tâm đến gói tín dụng dành cho nhà ở xã hội. Gói 110 tỷ đồng do Bộ Xây dựng đề xuất đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào nghị quyết trong đề án tổng thể về phát triển nhà ở xã hội. Và gói 120.000 tỷ đồng được ngân hàng nhà nước thống nhất với các ngân hàng thương mại. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là bước đệm vững chắc để thị trường bất động sản ấm lên trong thời gian tới. Cũng theo VN Express, trong hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chính phủ đưa ra các giải pháp gỡ vướng tổng thể pháp lý và vốn, hai nút thắt lớn nhất của thị trường hiện nay. Về vốn, doanh nghiệp, dự án bất động sản phục vụ tiêu dùng sản xuất, công nghiệp, du lịch, nghỉ dưỡng gặp khó khăn được xem xét, giảm nợ gốc, lãi vay.
Ngoài ra, các dự án bất động sản có phương án vay vốn khả thi, khách hàng có tiềm lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn sẽ được xem xét tiếp tục cấp tín dụng. Trong đó, sẽ ưu tiên cho vay với các dự án bất động sản phục vụ tiêu dùng, thanh khoản tốt như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cụm văn phòng cho thuê, bất động sản công nghiệp. Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại có biện pháp giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ thị trường bất động sản. Về trái phiếu, chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn huy động vốn, gồm phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán và kiểm soát việc huy động này để tránh đầu cơ thao túng, thổi giá. Tuy nhiên, chính phủ lưu ý các biện pháp kiểm soát không được cản trở doanh nghiệp đủ năng lực, hiệu quả kinh doanh tốt, có thể huy động vốn để phục hồi, phát triển. Bộ Tài chính cũng được giao kiểm tra việc phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp, nhất là các trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản và tổ chức tín dụng doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, không có tài sản đảm bảo. Với các địa phương, chính phủ giao khẩn trương rà soát, lập danh mục dự án nhà ở, bất động sản, lập phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm, hàng năm để làm cơ sở chấp thuận chủ trương các dự án, tăng nguồn cung cho thị trường. Địa phương tăng đấu giá có quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, nhất là xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện dự án để tăng cung cho thị trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.